Các bác hãy đeo tai nghe và thưởng thức chất âm thực tế trực chiến đôi Fighto đánh ngoài trời. Nói thật sự nó tuyệt vời, vì nói thật là em rất là may mắn em nhập những lô loa lớn về phụ anh em. Những anh em nói chơi cho tôi Fighto ấy rồi, cái giải âm nó hay lắm. Lô loa tầm khoảng dưới ngưỡng khoảng 2 triệu giật về, không có lô nào ăn được đôi này à. Tiếng phê, bao phê cho bác luôn nhá. Bao hay luôn, em đang đánh một đôi ngoài trời kết hợp với súp nữa. Thứ nhất xếp cho bác để đánh. Em xếp này để cho bác dễ dàng đánh ở không gian là các bác sân vườn này. Các bác cho thuê điệu kéo nhỏ nhỏ này. Hoặc các bác gia đình không gian rộng rộng tí. Ơi cơn mưa vào đêm. Bác nghe được mic nhưng mà em test chỉ còn bằng cơ thông thường thôi. Cơ thôi à, không phải bằng số đâu à. Mỗi trong mưa còn nghe được gì mà rất hay luôn, vì loa ai thì bao giờ đúng hay. Để test chỉ còn mic. Tiếng ơi có không ngon cũng sợ. Mà sâu ai khéo đâm đồ vừa tròn câu hát. Đẹp chỉ còn bằng cơ và con mic bình thường rồi đấy, mà thế này rồi. Mà sâu ai trước kinh hoàng mây đồ. Tiến cộng tiền vào danh mục này bao tiền? 7 x 2 cộng với 15. Trời nằm gió sẽ cánh chim quyền. Mùi nhịp ngước mỗi thước chân trên. Bộ này cực kỳ bình dân luôn nha, tiếng hay, hát ngoài trời được, trong gia đình được, không lớn đâu tí. Thật sự là tiếng rất là hay, từ giải chép cũng giải bát nó ra nó ấm. Mới rất là giải chép ấy, giải chép ra sáng nó gọn. Đấy. Mà rất là lâu rồi thì mình mới nhập được cái đồng bộ gọi là từ súp đến loa Fighto này. Đồng bộ luôn mà nhá. Đồng bộ Fighto Pro. Tiếng bao phê luôn, tổng combo này cũng không đắt đâu ạ. À. Giá cực kỳ êm luôn, em không tiền. Bờ vai anh quá
do anh, thiên đường anh dẫn lối, hứa đến sau này sẽ mãi là của nhau. Đừng rời xa em nhé, vì lúc yêu em dại khờ. Đừng làm em lo lắng, vì trái tim em yêu. Hiếu Minh đi khoảng độ 6-70 mét, bác cũng nghe thực tế. Người ơi, anh có biết hạnh phúc sẽ chỉ là mơ. Đôi này các bác đi sâu được không nhá, anh em đi sâu khoảng hai đôi đánh sâu 300 khách thoải mái. Đây mình đánh một đôi đấy. Tiếng quá ok luôn. Hôm nay số lượng em về không nhiều đâu các bác nhá. Đợt trước về được tổng trước Tết và sau Tết là được hơn 20 đôi. Và hôm nay về được thêm được khoảng 12 đôi nữa. Đấy để phục vụ bác anh em chơi. Cái dòng này thì rất là nhanh hết. Nhưng bác nào có nhu cầu nâng cấp đổi các trải nghiệm, những sản phẩm âm thanh cao cấp, những sản phẩm tuyển đẹp thì liên hệ đơn vị Vido nhé. Biết rằng câu nói anh thật lòng, biết rằng bờ vai anh quá êm đềm. Em tựa vào anh, thiên đường anh dẫn lối, hứa đến sau này. Cái này mà đánh thêm chân với băng số nữa thì nó lại cắt pha nữa thì tuyệt vời hơn nữa. Đây là mình đánh chi con băng cơ đấy. Rồi xa em nhé, vì lúc yêu em dậy khờ. Đừng làm em lo lắng, vì trái đấy. Như vừa rồi các bạn Hiếu Minh đã test trực chiến ngoài trời đôi loa Fighter Pro, đôi loa Screw Master súng bát chép Fighter và đồng bộ với một cặp Fighter. Thì hôm nay về mười mấy đôi, anh em cất đỡ vài đôi rồi. Thành để đấy này, anh quay nó đẹp nào, để vào từ từ lấy cái rẻ lau đi này, bụi này ông lau thì cho nó quay lên nó thẩm mỹ thì nào. Nhiều bác là cứ hãi đeo chỉ bụi thôi các bạn, lau cái này hết thôi. Còn những cái này này anh em vừa đến máy hơi xịt rồi, sạch sẽ này. Rồi sử dụng đồ này vừa là bát chép leo không nhá, leo khối, và đây là dòng leo khối to nhất trong group leo các bác nhá. Leo khối phải của phai tổ. Nhưng lên. Đấy. Nó sụp của chép nó là phai tổ HF10AK made in Italia, nghĩa là dòng này sử dụng driver là bát chép sản xuất Ý các nhá. Còn thương hiệu là thương hiệu của Anh, Screw Master. Đấy, và sụp của bát của nó đây. Bát sử dụng gông là gông đúc. Gông đúc leo khối. Đấy. Lấy bằng inox nha bác nhá, sẽ có tem 7 màu đây này. Cái dòng này thì mình đã hay thỉnh thoảng về, em đã quay rất nhiều hoặc là anh em đã review rồi. Súng củ bát là 12FH520, công suất chịu đựng của cực đại nó là 1200W, nên có khi em thấy em đánh đấy, em đánh độ phủ rất là rộng, nhưng mà chịu đựng tối đa của nó là 1200W. Còn đánh bình thường các bác để đánh được một quả loa này tầm 800W là đánh ok rồi. 800W là đánh được quả loa ok rồi nhá. Gân vải tẩm dầu 3 lớp, màng hơi nhám một tí, màng hơi nhẵn tí. Đeo cồn chỉ cực kỳ đẹp các nhá. Đấy. Đeo phân tần. Súng phân tần cũng của Screw Master luôn các nhá. Screw Master. Model này PC B gì đấy? B005, đấy Screw Master. Đấy. Cùng một tem này, tem ở trong hai tủ cùng nguồn nó này, rồi tủ tụ này, rồi hai quả cảm, dây đầu trắng bạc hết nhá, đầu trắng bạc hết, trắng bạc, bông dơ màu đen, đầu trắng bạc, dây còn vào bọc cơ. Đậy cái một cái ở đây từ từ đã, lấy một cái căng đậy vào đi, cho anh quay đằng trước nguyên căng này nào, lấy căng đậy vào đây, từ em ơi anh chụp cái ảnh đã, anh bỏ đây. Cắt ù nhanh không đấy, quay từ căng nghiêng lên, bé nghiêng lên, em thấy mấy hơi xì hết rồi. Screw Master nhá, đây hàng em còn chưa tút tát gì, nó đẹp này tất nhiên là không tránh được mấy cái vết sức nhẹ này, thì mai em sẽ tút tát nhá. Còn đây hôm nay em chỉ lau thôi,
Thì anh em hôm nay ở kho là lau chùi sạch sẽ bụi bẩn thứ bác này. Model của nó là FX12, công suất hoạt động là 500W ở độ trở 8 ohm cậu nhá, 500W độ trở 8 ohm. Stratomaster by England, nhà thư của anh cậu nhá, Stratomaster. Về chi tiết luôn là thủng cân đánh cực kỳ hay luôn. Mở driver của nó, driver là ống cái phản âm nó thoát ra phía trước. Hàng xuất Âu ấy, hay một số cái dòng đời cao ấy, thường cái driver nó là cái âm thanh nó đánh phản trước nhiều, cái dòng là thiết kế nó thoát hơi phía sau. Riêng đối dòng này là âm thanh phía trước nó càng độ phủ nó càng mạnh. Đồng bộ leo, bắt neo tiếp neo. Giá cực kỳ hợp lý, hiện tại mình đang chào bán mức giá là 15 triệu đồng trên một đôi này nhé các nhá. Giá trên là giá chào bán tại cửa hàng không bớt các nhá. Đấy, anh em có nhu cầu, trước đây thì giá nó cao hơn, trước đây mình đang bán đợt đầu là bán 16 triệu đến 16,5 17 triệu là đợt đắt nhất, nhưng lưu ý là có thể bao ship được, nhưng đợt này em báo luôn cái giá êm luôn cho anh em chơi và giá không bao ship cậu nhá. Anh em có nhu cầu trải nghiệm âm thanh liên hệ đơn vị Đô nhá. Và clip của Hiếu Minh kết thúc, cảm ơn xem ủng hộ video của em nhé. Xin thân ái chào tạm biệt ạ.